Cho Hoàng Nhật Đồ xin chào các bác. Hôm nay em lên sóng một con máy giải bát Panasonic NPTR6. Một con máy em để giá cho các bác rất là hợp lý luôn. Con này em bán 5 triệu 2 nhé. Công bố giá luôn từ lúc đầu để cho các bác theo dõi cho tiện. Đây là một con TM6. Về đánh giá về phần nội thất của nó thì còn khá là mới các bạn. Nội thất rất là mới, sạch sẽ nhé. Con này nó là dòng máy 6 bộ của Panasonic, thuộc là dòng hai cánh mở dồn xuống dưới này. Đấy, hai cánh mở dồn dưới, nội thất rất là sạch đẹp. Xếp 12 cái bát con trên này các bác nhé. Chỗ này xếp 6 cái cốc, mình không xếp cốc, mình có thể xếp đồ khác. Dưới này là các bác xếp các cái bát ô tô. Đấy, xếp đũa thì có thể úp cốc hoặc các cái đĩa dọc này tùy. Đấy, người Nhật họ ăn nhiều đĩa cho nên họ thiết kế như cái này để thêm đĩa này. Người Việt mình không dùng đến thì mình có thể làm cái khác. Dòng 3 tay full, còn rất là mới tay full. Dây máy so ở dưới cũng rất là đẹp này. Đấy, gần như là máy bên trong nội thất rất ít dùng, trắng trẻo đẹp, doang chỉ còn rất là mới. Tai cửa đẹp. Đấy, cửa đẹp các bác nhé. Nói chung là nội thất con này thì đánh giá tuyệt vời. Đấy, về phần ngoại thất thì vỏ nguyên bản. Đấy, trên clip các bác có thể nhìn thấy nó hơi vàng vàng một chút, nhưng mà thực tế thì nó không vàng như vậy, nó chỉ có hơi ngả màu thôi. Đây, ngả màu các bác nhé. Còn đây trên clip thì các bác mới nhìn thấy nó như vậy do quay. Đây là phần đây TM6 này, bảng điều khiển đầy đủ các tính năng, rửa với nước nóng 80 độ C, sấy 30 phút, 45 phút, 60 phút này. Có chế độ giữ khô bát đũa, tức là bát đũa của các bác sẽ được giữ khô suốt cả ngày luôn. Mình những ngày nồm quá dùng chế độ này rất là hay, bát đũa luôn luôn được khô diệt khuẩn. Đấy, có chế độ hẹn giờ này, hẹn giờ này phải bật ngay từ lúc đầu khi trước khi rửa thì 4 tiếng sau máy sẽ tự động rửa. Đấy, ở trên bảng điều khiển này có các chế độ rửa tiêu chuẩn, rửa nhanh, rửa mạnh, rửa với nước nóng 80 độ C này. Nếu mà các bác để một chế độ rửa này chẳng hạn, bật với 80 độ C thì nước sẽ được đun với 80 độ C bắt đầu rửa. Đấy, ở đây là chế độ sấy riêng biệt, các đèn báo chu trình rửa, nút bật nguồn, nút tắt, nút bắt đầu rửa và tạm dừng, ấn đây tạm dừng. Về phần hông máy thì nguyên bản còn khá là đẹp nhé. Đời 2013 TM6. Đấy, lưng niếc rất là ít xước, không có xước gì nhiều đâu ạ. Còn cái phần này nó là phần vỏ tôn thì đa số các máy đều bị móp cả. Đấy, nhưng mà không có mông má gì phần lưng này đâu. Phần mặt trước này cũng khá ok, nếu nhìn thực tế thì đẹp hơn trên clip. Tổng thể máy hoạt động ok, ngon lành, đời 2013. Máy rửa bát Nhật này, con này cao 60 phân các nhé. Chiều cao 60 phân, chiều ngang này là 55. Chiều sâu này là 35. Đấy, có ống cấp, đấy, ống thoát đi kèm. Đấy, đầy đủ tính năng, rửa với nước nóng 80 độ, mỗi lần rửa hết nửa số điện và 11 lít nước, rất là tiết kiệm. Con em bán 5,2 triệu, chưa phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn. Đổi nguồn em bán hàng chính hãng của Liwa, bảo hành 3 năm, giá 450, giá nhập buôn đấy ạ. Con nào có nhu cầu lấy máy giải bát cho gia đình thì các bác liên hệ nhé. Khi các bác mua máy giải bát rồi, các bác mới thấy một điều rằng là biết thế mình mua từ cách đây trước bao nhiêu năm để đỡ phải khổ. Máy giải bát Nhật rửa rất tiết kiệm, bền bỉ. Xin chào các bác.